chương 021, kinh hiện Don Quixote gia tộc. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thời gian cực nhanh, hai ngày sau. Cây căn cứ nhận được tình báo, sớm liền đuổi tới giao dịch súng ống đạn được địa điểm mai phục. Cano quốc biên giới địa khu chính là một mảnh không người hỏi thăm sa mạc. Có lẽ là không cố kỵ gì quen thuộc, hai phe đội ngũ viên tiếp xúc thời điểm, ngay cả cơ bản nhất ẩn nấp đều không có. Húng chi cái này vốn là một cái hoang mạc, không hề giấu chân người tự nhiên cũng không có gì sợ hãi cuối cùng đem các ngươi bọn này cẩu tặc chờ được cây liền giấu ở sa mạc cái nào đó địa điểm hắn mặc cùng sa mạc đồng dạng màu sắc đồ rằng ri hỗn hợp độ cực cao cơ hồ hòa thành một thể nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện vì mười phần chắc chính cam đoan lần này kế hoạch sẽ không thất bại cây đêm qua liền vùng trộm trượt đến đây lẽ loi một mình trong sa mạc nghỉ tạm thật lâu Tên kia liền là Don Sai sao? Sao ta trông tưởng tượng trẻ tuổi hơn a. À? Cây nhìn chầm chầm Hapo Navy một phương, một cái màu da đen nhánh, dung mạo thô kệch, thân thể rộng lớn nam nhân trẻ tuổi rất nhanh liền xuất hiện, tất cả mọi người đi theo hắn sau lưng, đi đường thời điểm cũng là long hành hổ bộ, rất có lão đại khí thế. Về phần cùng Hapo Navy giao dịch một phương, mới đầu cây vẫn là không chút nào để ý, tại hỗn loạn tân thế giới, Buôn bán súng ống đạn được ác ôn thực sự nhiều lắm, cây không nhận ra cái nào. Nhưng là Đây không phải là Thất Vũ Hải Doflimo thủ hạ sao? Cây con ngươi đột nhiên trừng lớn một chút, thanh âm lộ ra vài tia kinh nghi bất định. Không sai, cùng Hapo Navy giao dịch buôn lậu súng ống đạn dược, liền là tới từ Don Quixote gia tộc hải tặc, cây nhận đối phương, bởi vì gia hỏa này nhận ra độ đến cũng cao, trê buôn Nghĩ không ra cùng Hapo Navy giao dịch súng ống đạn được con buông lại là Doflimo, lần này nhưng phiền toái a. À. Cây lông mày thật sâu nhíu lại, ấn quy cũ tới, hải quân là không cho phép đối thất vũ hải động thủ, bao quát thủ hạ của bọn hắn cũng không được. Thế nhưng là... Quy cũ là quy cũ, cây vẫn là không hiểu khó chịu, bởi vì những cái kia súng ống đạn được đều là dùng để đánh hải quân dùng. Còn có Hapo Navy đám ngu ngốc này, cái này rõ ràng là dẫn sói vào nhà a. À, hiện tại Doflimo có thể đem súng ống đạn được bán cho Hapo Navy, về sau liền có thể bán cho địch nhân của các ngươi, cùng người nào cấu kết với nhau làm việc xấu đều không biết được. Cây trong lòng cười lạnh, chỉ cần có tiền Doflimo một nhóm người cái gì đều làm. Sự thật cũng đúng là dạng này, tương lai thời gian, Doflimo không chỉ là đem súng ống đạn được bán cho Cano Quốc, thậm chí còn bán cho Cano Quốc địch nhân, để song phương tự giết lẫn nhau, về sau chim giao thậm chí vì việc này, tự mình chạy tới Resoso. Đem toàn bộ các ngươi đều giết, không có chứng cứ, ai cũng không biết là ta làm. Cây quyết định chắc chắn, quả quyết thay đổi hồng súng nhắm chuẩn trên bôn. Xem một chút đi, lần này vũ khí tại tân thế giới đều rất thực dụng a, à, dựa theo như cũ, vẫn là 300 triệu berry, nhưng là thiếu chủ nói, Hapo Navy xem như chúng ta đồn quyết xô gia tộc khách hàng cũ, có thể bớt 20%. 240 triệu berry là được rồi. Toàn thân bẩn thiểu trê bôn nói ra, đồng thời mệnh lệnh thủ hạ mở cái rương ra. Két. Làm cái rương bị mở ra về sau, đập vào mi mắt chính là các loại hỏa dược thương chi, thậm chí còn có một số độc khí đạn. Tại người này sau có tiện thế giới, vết mắt đỏ, thủ đoạn gì đều dùng ra, độc khí đạn loại này đại quy mô vũ khí sát thương cũng là bình thường như ăn cơm. So với lần trước giống như quả thật không tệ nhìn xem từ từ tỏa sáng các loại vũ khí mới, đon sai hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua sau lưng các tiểu đệ, bọn hắn lập tức khiêng đi cái rương. Âm. Hapo Navy thành viên vừa vặn nâng lên cái rương, một tiếng trầm muộn súng vang lên liền rơi xuống. Rầm rầm rầm. Công bằng, vừa vặn đánh trúng trang bị các loại vũ khí cái rương, quy lực to lớn, hòm sắt chớp mắt nổ thành mảnh vỡ. Bên trong chở các loại vũ khí đạn dược cũng nhao nhao bạo liệt mà ra, nổ chết tại chỗ không ít người. Chỉ bất quá cái này còn không phải trí mạng nhất. Bởi vì những này trong rương còn có độc khí trí mạng, bị đánh bạo về sau, trên bầu trời liền thoát ra một cổ tử sắc khí vụ. Đáng chết, êm đẹp cái rương làm sao đột nhiên phát nổ. Đòn sai che lấy má trái thống khổ nói ra, vừa rồi bạo tạc sinh ra hỏa diễm thôn phệ hắn nửa gương mặt. Không nghe thấy tiếng súng sao ngu xuẩn, chúng ta bị người phục kích. Trê bôn cũng là giận dữ, nổi trận lôi đình khiển trách nói. Khẳng định là các ngươi bọn này ngớ ngẩn để lộ tin tức. Phu phu, phu phu. Độc khí đạn chất lượng hiển nhiên là rất không tệ, mọi người lần lượt ngược lại địa, miệng bên trong miệng sùi bọt mép, ngược lại là giúp cây tiết kiệm không ít phiền phức. Thậm chí liền ngay cả chơi bôn đầu đều là một trận choáng ván, thân thể lung la lung lay, hắn biết đây là triệu chứng trúng độc. Dám cùng chúng ta đôn quyết xô gia tộc đối đầu, phá hư bản đại gia giao dịch, lão tử tuyệt đối không tha cho ngươi. Trời bồn hốc mắt đỏ lên, cố nén toàn thân khó chịu, hướng cây địa phương đi tới, hắn biết mình có lẽ đã tại đối phương nhắm chuẩn hạ, vì vậy toàn thân trí mạng địa điểm toàn bộ bao trùm ha Haki. Chỉ bằng ngươi loại trình độ kia ha Haki cũng nghĩ ngăn trở ta sao? Cây chẳng thèm ngó tới, trong tay súng trường lần nữa nhắm ngay trời bồn. Thằng ngu này hoàn toàn là tặng đầu người tới một tiếng súng vang rơi xuống, đạn trực tiếp bay về phía trê bôn. Ha ha! Súng vang lên sát na, trê bôn liền dừng lại, đồng thời cười khinh bỉ hai tiếng, thông qua Ken -bun sao Haki cảm giác, có vẻ như là hướng về phía đầu tới. Trê bôn rất là bình tĩnh cho trên đầu Busosuk Haki, khí định thần nhàn nói. Chỉ là đạn, tại bản đại gia Busosuk Haki trước mặt, ngay cả cái rắm. Âm! Trê bôn đầu tại chỗ nổ thành mảnh vỡ, trở thành không đầu chi thi, suối máu cũng từ chỗ cổ phun phát ra. Cây nhàn nhạt liếc một cái trê bôn, sau đó liền đem miệng súng nhắm ngay đòn sai. Hôm nay, không thể lưu lại một cái người sống. Sách mới cần muốn mọi người che chở, hy vọng các vị đại lão nhiều hơn duy trì. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 022, Đại chiến sắp đến, nổi giận Doflimo. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tất cả người sống nghe cho ta, mục tiêu đông bắc phương hướng chừng 500 mét, dùng tốc độ nhanh nhất, toàn bộ cho ta tiến lên. Tên kia một thương chỉ có thể đánh chết một người, chúng ta nhiều người như vậy, sợ cái gì? Lên cho ta. Đòn sai vung tay hô to, Hapo Navy còn lại tất cả mọi người, toàn bộ nhào về phía cây vị trí. Ăn thiệt thòi lớn như thế, nhất định phải báo thù. Nghĩ như vậy, chỉ có thể nói rõ ngươi quá xem thường ta một mực phủ phục tại cây đứng lên, hắn duỗi ra lưng mỏi, hoạt động một chút mỏi như gân cốt, sau đó lại là phanh một thương. Rầm rầm rầm. Đánh đi ra căn bản không phải đạn, quy lực tự như là đạn hạt nhân đồng dạng, viên kia nho nhỏ đạn tại đon sai bọn người phụ cận nổ tung, một tiếng ầm vang tiếng vang, chấn bầu trời đều kịch liệt trung một cái. Ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt lên, trên mặt đất chất đầy đến mãi không hết thi thể, đồng thời mỗi người đều là nghiêm trọng bỏng trạng thái những thi thể này bao quát chim giao cháu trai đon sai cũng bị cây ngược sát sự tình giải quyết về sau cây hủy diệt tất cả dấu vết để lại lặng yên rời đi mấy giờ trôi qua về sau đon sai đều chưa hề quay về chim giao không khỏi lo lắng phái người đi giao dịch địa điểm xem xét chỉ là thấy được thi thể đầy đất không chỉ là đon sai còn có trê bôn nhưng là tất cả mọi người biến thành xác chết cháy thời điểm ra đi cây phóng hỏa đốt tiến vào hết thảy Khó thở chinh giao tại chỗ hôn mê, thẳng đến ngày thứ hai mới thức tỉnh, đòn sai là duy nhất cháu trai, cũng là Hapo Navy tương lai trưởng khống người, cứ như vậy không minh bạch bị giết. Thậm chí ngay cả hung thủ cũng không biết là ai. Hải quân, nhất định là hải quân, phóng nhãn toàn bộ Tây Hải, cũng chỉ có con chó điên kia đối lão phu như thế làm càng. kia cái mau đầu tiểu tử, hắn triệt để chọc giận lão phu, mình khiến cho mọi người mang lên vũ khí theo ta cùng một chỗ đạp bình hải quân cơ địa. nổi giận chim giao không thể nhìn được nữa, vốn cho rằng cho cây một chút giáo huấn, gia hỏa này liền sẽ nghe lời một chút, ai biết con chó này chẳng những không có học ngoan, móng vuốt cùng răng nanh càng hung, trực tiếp đem hắn cháu trai ruột giết đi, cái này khiến chim giao làm sao nhìn xuống dưới. không chỉ là chim giao nơi này, ở xa do Flimo nghe nói trời buồn cũng đã chết, cảm xúc cùng chim giao không sai biệt lắm, ở vào đánh tơi bời biên giới chim giao bên kia nói như thế nào? Tại cực điểm xa hoa trong vương cung, đầy mảnh sứ vỡ, đều là các loại tinh mỹ đồ sứ, đều bị tức giận Doflimo rơi vỡ nát. Chim giao cũng không biết là ai làm, nhưng là đem đầu mâu chỉ hướng hải quân cây thiếu tướng. Cán bộ tối cao một trong diaman ngữ khí khàn khàn nói. Đánh rắm, giữa bọn hắn ân oán liên quan ta cái rắm, chỉ là một cái hải quân thiếu tướng thôi, lá gan của hắn còn không có lớn như vậy. Dofilimo nổi trận lôi đình, huống chi lão tử lại không có chọc tới cái tiểu tử thúi kia, hắn dựa vào cái gì dết trê Không có một chút xíu lý do. Lão tử vẫn là cái thất vũ hải, trê là thủ hạ của ta, căn cứ chính phủ quy định, hải quân là tuyệt đối không có khả năng đối thất vũ hải động thủ. Thiếu chủ kia định làm như thế nào? Diaman dò hỏi. Cho ta làm đến cái kia cây điện thoại, lão tử muốn cùng hắn trò chuyện một lần tức giận cảm xúc kéo dài đến chừng 10 phút đồng hồ, một mặt giữ tận Doflimo cái này mới khôi phục bình tĩnh, kia thở hào hỉnh cũng dần dần lắng xuống. Mà hải quân bên này đã bắt đầu chuẩn bị, cây cũng biết chỉ cần đòn sai chết rồi, chim giao liền tuyệt đối sẽ không buông tha mình, đại chiến sắp đến. Vì vậy hắn rời đi cơ địa, đi ám toán đòn sai đám người thời điểm, liền phân phó en bắt đầu phòng ngự. Ông cây đợi thỏ, dĩ giật đại lao, còn chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi nhân hòa ưu thế, cây tâm tính vững như lão cẩu, căn bản không sợ, huống chi hiện tại gân xanh đã già, thực lực không bằng đỉnh phong thời kỳ. Cây trong văn phòng, Dofilimo điện lời đã đánh tới. Đây chính là thiên đại oan uổng A, à, Dofilimo, ta và ngươi không oán không cừu, thậm chí ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ, cái kia trê bôn ta cũng chưa nghe nói qua, ta tại sao muốn đi giết hắn. Cây mặt không đỏ hơi thở không gấp, biên lên nói dối kia là có lý có cứ, thậm chí đến cuối cùng còn bôi đen chim dao. Theo ta thấy, đây đều là cái kia chim dao mưu kế, muốn bốc lên hải quân cùng thất vũ hải mâu thuẫn, dự định mượn đau giết người. Lão gia hỏa kia là muốn coi ngươi là thương làm a? À? Nói thế nào? Dophelimo lông mày nhíu lại. Rất đơn giản, ta gần nhất đánh chìm Hapo Navy không ít thuyền, chim dao một mực ghi hận trong lòng, muốn tùy thời trả thù ta khả năng liền là hắn dết trê bôn giá họa cho chúng ta hải quân, cái này đáng chết lão gia hỏa âm hiểm như thế kế hoạch đều nghĩ ra được, thật sự là không muốn mặt. Cây lồng đầy căm phẫn trách mắng, bên cạnh en một mặt mộng bức, cây gia hỏa này. Lúc nào vô sĩ như vậy rồi? Tên kia vì sao lại giết trê bôn? Hoàn toàn không có lý do gì, lão tử thế nhưng là hắn cung hóa nơi phát ra. Dofilimo lớn tiếng nói, cái này cây nhưng so sánh chim dao còn có thể nói bậy lý do này rất đơn giản. Cây thanh âm dừng một chút, lúc này mới chậm rãi nói. Don Sô gia tộc thương vụ đối tượng hợp tác cũng không phải một cái chim giao, toàn bộ Tây Hải đều có quan hệ của các ngươi quán nét. Nếu như là đơn thuần Hapo Navy được rồi, các ngươi một chút vũ khí thậm chí lưu lạc đến Cano Quốc trong tay địch nhân, chim giao tên kia đối Don Sô gia tộc cách làm bất mãn cũng bình thường. Cây một phen xuống tới, Doflimo bán tính bán nghi, sau đó liền cúp xong điện thoại trùng. bôn chết được quan A, Dofilimo muốn báo thù cũng không tìm tới hung thủ là ai. Sách mới cần muốn mọi người che chở, hy vọng các vị đại lão nhiều hơn duy trì. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 023, Hapo Navy Chim Giao xâm phạm. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Chim Giao quy mô xâm phạm tin tức, thậm chí một lần truyền đến hải quân bản bộ, dù sao cũng là đã từng cùng gáp đại chiến qua hải tặc, đến cuối cùng mặc dù chiến bại, cuối cùng vẫn là thành công đường chạy, đủ để chứng minh chim giao điểm mạnh. Sengok đang lo lắng có phải hay không phái binh tiếp viện Tây Hải thời điểm, cho cây gọi điện thoại quá khứ hỏi thăm. Hoàn toàn không cần thiết, coi như thật sự có viện quân, hiện tại cũng đã chậm, ta cơ đã bị bọn hắn bao vây. Đây cũng là cây cùng Sengok đối thoại, thậm chí từ kia điện thoại trùng bên trong, còn truyền đến phanh 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 thanh âm, Sen Cúc biết đây là đại pháo tiếng oanh minh. Phanh phanh phanh. Tây Hải bên này kịch chiến đã bắt đầu, dưới cơn thịnh nộ chim giao liều lĩnh, người đều có tự thân giới hạn thấp nhất, nhất là thoái ẩn về sau, chim giao hành động rất điều thấp. Tại Tây Hải sinh tồn thời điểm, cũng rất ít khiêu khích hải quân, dù sau đầu của hắn đã từng liền là hải quân anh hùng gáp đánh bẹt, đập dẹp, chim giao một mực căm hận đồng thời e ngại hải quân. Cây, cút ngay cho ta ra, ta biết đon sai tiểu tử kia là ngươi dết. ta muốn đem ngươi đưa vào địa ngục đi cùng hắn. Tây hải hải quân cơ địa, đã bị tầm 10 chiếc thuyền hải tặc vây công, mà tại chủ hạm đội bên trên gân xanh càng là mở rộng dòng hét lớn, thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ hòn đảo. Nhưng mà cây trả lời rất quả quyết. Âm. Bầu trời truyền đến một tiếng súng vang, chim dao lập tức phát giác mình bị nguy hiểm to lớn khóa chặt. Phu phu. Thần kinh phản xạ phía dưới, hắn trực tiếp nhảy tới trong biển rộng, rầm rầm rầm. sau một khắc, chim giao ngồi chiến hạm liền bị viên đạn phá hủy, giấy lên ngập trời đại hỏa, ngoại trừ chim giao một người còn lại thuyền viên tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. nương, đạn có uy lực như vậy, Lựu đạn đều không nhất định làm đến đi. chim giao cùng những cái kia kiến thức cây thương pháp người cảm xúc đồng dạng, nội tâm đều là nhất lên kinh đào hải lãng, thật lâu khó lấy lắng lại hắn hai mắt si ngốc nhìn xem thiêu đốt chiến hạm, khóe mắt mấy chuyến đóng mở. Phanh 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 phanh. Sau một khắc, đầy trời pháo kích liền vang vọng xanh thẳm bầu trời, mặt biển bị tạc loạn chiến, bọt nước thậm chí ào tới mười mấy thước độ cao. Rầm rầm. Lạnh buốt bọt nước hất tới chim dao trên gương mặt, hắn lúc này mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, vội vàng ra lệnh. Phản kích, phản kích, đều cho lão tử phản kích hắn nhưng là mang theo thủ hạ đạp bình hải quân cơ, hiện tại mẹ nó biến thành bị đánh. Rầm, rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Kịch liệt pháo chiến lập tức mở ra, nhưng là so với dấu ở trong lô cốt hải quân tới nói, trên biển cả phiêu bạc hải tặc liền là bia sống, chiến hạm liên tiếp bị hủy, đại lượng đến từ Hapo Navy ác ôn toàn bộ rớt xuống trong nước biển tẩy nước lạnh tắm. Về phần hải quân bên này mặc dù cũng nhận áp chế, nhưng là tổn thất nhỏ hơn nhiều, cái này nhờ có cây sớm mệnh lệnh an tu trúc không ít công sự phòng ngự. Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị hải quân tươi sống mài chết, đình chỉ pháo kích, mọi người đi theo ta xông lên hải quân cơ địa. Chim giao cất giọng ra lệnh, hải tặc bốc lên mưa bom bảo đạn tới gần. cái này một đợt lại tổn thất không ít nhân mã, nhìn chim giao thịt đau vô cùng, con mắt đều đỏ lên, mang tới mười mấy con thuyền, liền còn thừa lại năm sáu chiếc. cây a lão tử muốn lục ngươi da. Rầm rầm rầm. Chim dao biệt khuất kêu to, thân thể cao lớn trèo lên bên trên hòn đảo về sau, một cổ siêu cường khí thế trong nháy mắt trà quét toàn bộ hải quân cơ địa. Những cái kia không ngừng nã pháo lô cốt toàn bộ tiêu ngừng lại. Làm chim dao trên thân bộc phát ra cổ khí thế kia sát na, thậm chí ngay cả cây đều cảm nhận được một cổ lực lượng làm người ta sợ hãi. Hao Su Haki sao? Cây kinh ngạc nói, hắn biết những cái kia đình chỉ nổ súng nạ pháo quân sự cứ điểm, bên trong hải quân đại đa số đều là bị chấn choáng. Chân chính quyết chiến muốn bắt đầu a. À? Cây cầm điện thoại lên trùng, bấm en điện thoại, ra lệnh. Mang theo còn lại tất cả hải quân đi với ta nên chiến đi. Rõ. Trèo lên bên trên hòn đảo về sau, Hapo Navy cũng dần dần hiển lộ hung tàn một mặt, cùng còn sóc lại hải quân triển khai quyết chiến, cơ hồ là gặp người liền giết đây là đối cây đáp lễ. Trước đó cây liền là đối xử với bọn họ như thế Hapo Navy. Phàm là nhìn thấy hải quân đều cho ta tiêu diệt, muốn để cây tên kia minh bạch đắc tội chúng ta Hapo Navy là kết cục gì? Chim Giao tức giận nói, sử dụng đem hao su Haki một đợt dẹp yên lớn như vậy hải quân cơ địa, mọi người lòng tin bạo tăng, đối với hắn đều là nói gì nghe nấy. Âm. Cũng chính là cái này thời điểm, lại là một tiếng súng vang đánh tới, chim giao viên kia sát ý nghiêm nghị nội tâm lại là siết chặt, nguy cơ to lớn lần nữa lan tràn trong lòng. Chim giao biết cái này là vì mình mà đến. Bu sô súc cứng lại. Chim giao toàn thân giác lên bu sô súc haki, màu da đen kịch một màu, đồng thời vội vàng bạo quát. Các ngươi nhanh lên cách ta xa một chút, tên kia thế nhưng là... Làm. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, chim giao cũng cảm giác có đồ vật gì va chạm trên trán, hắn sắc mặt lập tức hiện lên thống khổ cực lớn, cái trán càng là trực tiếp lõm lúng xuống dưới, thân thể cao lớn càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Rầm rầm rầm. Trúng đích chim giao sát vậy, vậy viên đạn liền nổ tung mà ra, một nháy mắt thả ra vô cùng vô tận hỏa diễm, đem khoảng cách chim giao trên trăm vị Hapo Navy thành viên toàn bộ thôn phệ. Ách a a. Bị liệt diễm thôn phệ đám người tiếng kêu trên liên hồi, bọn hắn toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, một số người càng là tại chỗ đốt thành tro tàn, ngọn lửa này đều rất quỷ dị, uy lực cực mạnh. Chim giao tuyệt vọng nhìn xem một màn này, hắn không hiểu một viên đạn vì cái gì lợi hại như vậy, hắn cũng không có đi giải cứu người khác, dù cho có viên này tâm hắn cũng làm không được, bởi vì chim giao đã bị đã thương nặng, hắn toàn thân cũng là đốt hỏa diễm thiêu đốt, cho dù haki ngưng tụ trên thân, làn da mặt ngoài vẫn là nóng bỏng đâm nhói, hỏa diễm tự hồ xuyên thấu haki phòng ngự trực tiếp trót vào đến ngũ tạng lục phủ, toàn thân đều muốn hòa tan. Sách mới cần muốn mọi người che chở, hy vọng các vị đại lão nhiều hơn duy trì. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 024, kỳ thật ngươi cũng bắn một phát mặt hàng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Phu phu. Liệt diễm phần thân thực sự quá thống khổ, cuối cùng bị buộc rơi vào đường cùng, chim dao quay đầu liền nhảy vào trong biển rộng, Vẹn vẹn chờ đợi mấy giây, ngay cả biển thủ đô nước bốc lên sôi trào bọt khí. Nước biển bên trong ngâm một hồi lâu, kia đốt cháy mang tới thống khổ lúc này mới gọt giảm xuống. Nhưng là chim giao viên kia phẫn nộ đến bạo tẩu nội tâm, nhưng không có bởi vì lạnh buốt nước biển mà làm lạnh, thậm chí có càng diễn càng vườn xu thế. Lại là các ngươi bọn này đáng đâm ngàn đao hải quân. Chim giao sờ lên đầu về sau nổi trận lôi đình trước đó bị cây đánh trúng điểm ra hiện một cái hố bom hắn cả cái đầu đều lõm đi xuống chim dao trong lòng bi phẫn vô cùng trước kia đỉnh đầu bị gáp đánh ngang hiện tại lại bị cây đánh tới một cái hố bom thù mới hận cũ kết hợp để chim Giao sát ý tăng vọt hắn lập tức tức giận từ trong nước biển chui ra đầu chỉ bất quá âm một tiếng súng vang rơi xuống đạn lần nữa bay tới chim Giao quả quyết lựa chọn nên chiến hắn đem Busosuk Haki ngưng tụ lên đỉnh đầu, chợt sử dụng đầu sông về bầu trời, Ken áo nghĩa không chú ý Dragon không chú ý Đinh. Rầm rầm rầm. Bầu trời truyền đến một tiếng trầm muộn nổ vang, chim giao lực lượng cũng thực không thể khinh thường, nhất là tức giận xu thế giới, bạo phát siêu việt bình thường lực lượng, đúng là đem đạn kia ngành sinh sinh đỉnh trở về, đồng thời còn xuất hiện nghiêm trọng biến hình, hỏng đầu đạn cuối cùng rớt xuống trên đại dương bao la. Âm âm đạn trên biển cả nổ tung phụ cận mấy chục mét trong vòng hải vực đều bị tạt bọt nước vẫy ra xa xa cây nhìn thấy màn này không khỏi nhíu nhíu mày đối thực lực cường đại hải tặc tới nói phổ thông đạn xem ra không dùng được chỗ a lực sát thương quá nhỏ ân ừ, không sai lực sát thương có chút ít đau quá bất quá chim dao cũng là thống khổ không chịu nổi vuốt vuốt đầu đầu cũng là một trận kịch liệt choáng váng đạn kia quá tà môn Rõ ràng liền là từ phổ thông súng ống bên trong bắn ra, nhưng là lực lượng chi lớn suýt nữa để chim giao không có chịu đựng lấy. À, giống như không đúng. Xoa xoa, chim giao liền phát hiện chỗ không đúng, trên đầu giống như lại mẹ nó nhiều xuất hiện một cái hố bom. Hơn nữa còn có mảng lớn vết máu, không sai, chim giao đầu bị viên đạn quán xuyên. Chỉ bất quá bởi vì toàn thân tâm tràn đầy phẫn nộ, hắn không có cảm nhận được một chút xíu đau đớn thậm chí trong đầu đạn đều mang tính lựa chọn quên lãng. Giờ phút này chim dao trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem cây chém thành muôn mảnh, dù cho mình chôn cùng cũng sẽ không tiếc. Không giết ngươi, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cây. Chim dao gương mặt kia hắt một khối tử một khối, kia tử uy lực của đạn, nếu không tim đập nhanh hoàn toàn là giả, một người một súng hố bom, muốn là như thế này làm tiếp, mình sớm muộn sẽ bị cây đánh thành tổ ông A nhất định phải tóc chiến tóc thắng mới được. Chim Giao trong mắt tích lưu tích lưu chuyển động, hắn Ken Bun Sao Haki cấp tóc hướng về chung quanh lan tràn ra, rất nhanh liền đã nhận ra cây vị trí. Chim Giao ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, tại một tòa trên pháo đài, một người trẻ tuổi cầm thương chính ngắm lấy mình đâu, hắn gương mặt kia lập tức phát lạnh. Đạp đạp đạp. Chim Giao cồng kềnh thân thể băng băng mà tới, hắn chạy mặt đất đều là rung lên một cái, không biết còn tưởng rằng địa chấn tới đâu, ngăn lại hắn, đừng cho gia hỏa này tới gần cây thiếu tướng. En nhỏ vung tay lên, một đội hải quân liền ngăn tại chim giao trước mặt, chỉ bất quá gia hỏa này căn bản không nhìn hải quân phòng ngự, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn. Chừng hơn 10 vị hải quân cua súng ống cùng lưỡi đao dết tới đây. Ba ba ba, thương thương thương, đánh về phía chim giao đạn căn bản vô dụng, đều bị Haki chặn sáng như tuyết đại đao chặt tới thân thể của người này cũng vô dụng, có ha kỳ phòng ngự bình yên vô sự. Âm. Cuối cùng chặng đường chim giao hải quân đều bị gia hỏa này dùng rất hung ác lực lượng đụng bay, băng băng mà tới chim giao tự như tức giận trâu đực, ai cũng đỡ không nổi hắn. Cây nhàn nhạt ngắm nhìn, đối mặt chạy tới chim giao, mặt không đổi sắc, chỉ gặp hắn từ trong túi quần móc ra một hộp khói, chậm rãi đốt lên một cây, hài lòng hút một hơi, đồng thời mười phần lười biến nhổ ngụm vành mắt tiểu tử. Sắp chết đến nơi, còn có công phu hút thuốc A. Trong chớp mắt, chim dao kia thân thể cao lớn liền xuất hiện tại cây trước mặt, hắn hai mắt tơ máu dày đặc, giống như mạng nhện như vậy dày đặc. Chiến hậu một điếu thuốc, đấu qua thần tiên sống. Cây mỉm cười đáp lại, mà lại người đáng chết cũng không phải ta, mà là ngươi. Ngươi tới thật đúng lúc, kỳ thật ta có cái mới chiêu nghĩ ở trên thân thể ngươi thử một chút. Cây chậm rãi nói ra quá yếu người dùng chiêu kia không thể hiện được giá trị của nó, chỉ có ngươi dạng này hải tặc mới có giá trị thử một lần. Ít tại kia dọa người. Chim Giao cũng không ăn bộ này, cười lạnh nói. Ngươi giỏi về dùng thương, cận thân bác đấu, căn bản là không có cách đánh bại ta. Cây nghe vậy rất là im lặng, nhìn xem Timiman mang bên trên hai cái hố bom, gia hỏa này nơi đó có dũng khí nói ra những lời này. Có mấy lời nói ra, có thể sẽ tổn thương ngươi cái này ngày xưa danh khắp thiên hạ đại hải tặc mặt mũi, nhưng là giảng thật, ta nhận thực sự. Kỳ thật ngươi cũng bắn một phát hóa sắc. Cái lười biến nói ra một câu, chim dao tráng lập tức gân xanh cuồng loạn, giận quá thành cười, tốt, tốt, tốt. Ngay cả gáp cũng không dám nói loại lời này, ngươi chỉ là một cái hải quân thiếu tướng tính là thứ gì. Chim dao nổi giận, bị một cái lông đều không có trưởng sông tiểu thí hài xem thường, trong lòng của hắn rất tức giận, phá lệ nổi giận. Ngươi lập tức liền biết ta có không có tư cách nói loại lời này. Cái lần nữa dơ lên trong tay súng trường, hồng súng nhắm ngay chim dao. Thương mặc dù còn là trước kia thương, nhưng là đã xuất hiện căn bản tính khác biệt. Từ cây nắm chặt bán súng bắt đầu, một cổ màu đen nhánh lực lượng thần bí khoách tán ra, hướng về toàn bộ thân súng lan tràn mà đi, thiết sắc súng ống trong nháy mắt biến thành màu đen đặc. Gia hỏa này đem cả chi thương đều bao trùm Busosuk Haki chim giao miệng há lớn kinh ngạc nói thanh âm lộ ra một tia kinh ngạc gia hỏa này thực sẽ chơi a à? không chỉ là thương a à, bắn ra đạn đồng dạng là mang theo súc haki sách mới cần muốn mọi người che chở hy vọng các vị đại lão nhiều hơn duy trì tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 025, ngược sát chim giao đề nghị của Akainu. nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio âm cây quả quyết bóp cò súng, Haki bao trùm về sau màu đen đạn, từ nòng súng bên trong chui ra, lướt về phía chim dao. Chim dao trước tiên cảm nhận được uy hiếp trí mạng, kia suy nghĩ xuất thần đôi mắt, từ nơi sâu xa thấy được mình thê thảm tử tướng. Nói đùa cái gì, ta làm sao lại bị loại này tiểu quỷ giết chết. Chim dao dùng sức lung lay đầu, bạo quát. Toàn thân bu sô Ông 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 trong tích tắc, chim giao thân thể cao lớn toàn bộ bao trùm ha Haki, dày đặc thân thể có thể xưng tường đồng vách sắt, toàn thân đều mập một vòng. Bất quá! Quanh suy! Bao trùm Haki đạn trúng đích chim giao về sau, trực tiếp nổ tung, cái kia bao trùm Haki lồng ngực tự như một bãi bùng nhão, cưỡng ép xé mở. Ách a a, -a. Chim giao ngửa đầu kêu thảm thiết, thanh âm truyền lên vân tiêu, kia thê lương thanh âm nghe được tất cả mọi người toàn thân phát lạnh thả mắt nhìn đi đã không thành nhân dạng, chim dao ngực trực tiếp bị xỏ xuyên, ngũ tạng lục phủ trong chớp mắt liền bị đánh nổ, một cái chí ít có người thành niên cánh tay như vậy chiều dài lỗ thủng, nhìn để cho người ta mí mắt cuồng loạn. Cái gọi là bu sô súc ha kỳ căn bản không quản dùng. Nhìn. Ta đều nói đi, ta nếu là nhận thực sự, người bắn một phát mặt hàng. Nhìn xem chinh dao trên bụng lỗ lớn, cây nhếch miệng, mười phần khinh thường. Ách a a. Kim Giao căn bản không có thời gian để ý tới cây, hắn vẫn như cũ mở ra ít hầu gào thét liên tục, khóe miệng cũng liên tiếp không ngừng phun chảy máu tươi. Nghĩ không ra ta sẽ bị chỉ là một viên đạn bắn chết, ta không phục a! À. Gân xanh thân thể cao lớn mới ngã xuống đất, uyển giống như là ác quỷ ánh mắt gắt gao trừng mắt cây. Hai chân của hắn gân xanh trải rộng, mấy lần muốn đứng lên làm sao đều không thành công, cứ như vậy bị cây bắn chết quá oan uổng, nói thế nào cũng muốn lôi kéo cây chung cùng. Nhưng mà lý tưởng mỹ hảo, hiện thực quá tàn khốc, chim giao ngơ ngác nhìn xem công bụng bụng. Không, hắn đã không có bụng, đều bị cây một thương đánh không có, căn bản không làm gì được. Cây thiếu tướng, em cũng là giật mình vô cùng, chim giao cường đại trên đời đều biết, mặc dù bây giờ lớn tuổi, có lẽ không có trước kia đỉnh phong thời kỳ lực lượng, nhưng cứ như vậy tự như tạp ngư đồng dạng bị cây nhẹ nhõm cho ngược sát, ngoài thế nhân tưởng tượng. Sau khi ngươi chết Cano quốc cũng sẽ bị hải quân phá hủy. Cây nhìn thẳng vào mắt chim giao hung tàn ánh mắt, không sợ hãi chút nào nói. Chim giao nghe vậy không nói, duy chỉ có trọng mắt càng độc ác hơn ba phần. Cano quốc chính thức thành lập có băng hải tặc đội, trước kia còn cố kỵ chim giao tồn tại, nhưng là hiện tại chim giao đều chơi xong, hải quân tự nhiên cũng không có nỗi lo về sau. Chim giao đã tưởng tượng đến về sau Cano quốc thảm tao tàn sát bộ dáng hắn muốn giúp ca quốc giải quyết cái tai họa này làm sao mấy lần dùng sức hai chân đều không có đứng lên mọi người xin lỗi a à, ta cho các ngươi lưu lại một cái tội ác tày trời hỗn đảng. chim giao hổ thẹn cúi đầu một gương mặt mò rất là bi thương và cô đơn tội ác tày trời chỉ là hải tặc thật đúng là dám giỏng dạc a à. các ngươi tùy ý cướp đoạt người khác thời điểm phải chăng nghĩ tới sẽ có hôm nay hạ trang đây hết thảy đều là các ngươi gieo gió gạt bão hải tặc tất cả đều là chết chưa hết tội sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế từ khi ngươi trở thành hải tặc một khắc này hết thảy nhân quả liền đã chú định cây lạnh giọng nói khuôn mặt tản ra đáng sợ u quan biết ta tại sao muốn đem thi thể của ngươi lưu lại sao ngươi dù sao cũng là thân gia không ít hải tặc cho dù chết ta cũng muốn ép khô giá trị của ngươi cây trừng mắt chim dao tiếp tục tàn khốc giảng nói en đem gia hỏa này treo lên cho tay hải hải tặc nhìn xem, ta đến cùng nhìn xem còn có bao nhiêu người dám làm hải tặc. Cái gì cậu thí đại hải tặc thời đại, cái kia vua hải tặc trô dơ liền là họa loạn đầu nguồn, bốc lên một đống người trẻ tuổi đi truy tầm cái gì buồn cười tự do, các ngươi cái gọi là tự do hoàn toàn liền là xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên, chỉ cần ta còn sống. Chỉ cần ta còn có khẩu khí thở, hải tặc gặp một cái, giết một cái. Cây hốc mắt đỏ lên, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cố hương bị phá hủy, cha mẹ ruột đổ vào hải tặc trưởng dưới đao, người già trẻ em toàn bị giết chết, có thể cướp đi liền cướp đi, đoạt không đi liền phóng hỏa thiêu hủy, dạng này ác ma có tư cách gì còn sống. Còn buồn cười nói cái gì truy cầu tự do cùng tinh thần mạo hiểm. Làm như vậy không phải quá mức. Nếu là truyền đến hải quân bản bộ, sợ là sẽ phải đối cây thiếu tướng tạo thành ảnh hưởng, thậm chí sau này hoạn lộ đều có ảnh hưởng. En lo lắng nói, cây tàn nhẫn đã sớm đưa tới rất nhiều người bất mãn. Không quan trọng, ta làm hải quân lại không phải là vì thăng quan phát tài, những vật này tùy duyên là đủ. Cây phất phất tay, quay đầu rời đi. Ai? Em nhìn xem cây bóng lưng thở dài, cây tâm thái nạn có thể hiểu được, phụ mẫu bị hải tặc giết chết, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ đối hải tặc ghét ác như cừu. Nửa ngày về sau, chim giao chết thảm tin tức, đồng thời thi thể còn bị rơi bạo chiếu tin tức liền truyền đến hải quân bản bộ. chim Giao bị cây dết ở trong đó kinh hải nhất liền là gác, cho dù tên kia già, tiêu chuẩn không bằng lúc trước lực lượng, nhưng là hắn thực lực vẫn như cũ không thể tưởng tượng nổi cường đại, hải quân bản bộ dám nói chân chính có thể đánh tan chim Giao, cũng chỉ có đại tướng cái này cấp bậc nhân vật. nhưng bây giờ vậy mà ngã quỵ cây cái này gia nhập hải quân không đến một năm tân binh trên tay. Không chỉ là hải quân bản bộ, chim giao chết thảm tin tức tại tân thế giới đều đưa tới không nhỏ ba động, tốt xấu trước kia cũng là nhân vật có mặt mũi, bây giờ bị một cái mới vào nhà tranh hải quân thiếu tướng giết, ai không kinh ngạc. Đánh bại chim giao là chuyện tốt, chỉ bất quá tiểu tử kia thủ đoạn quá phận, giết người ta rồi còn chưa tính, thi thể cũng treo lên bạo chiếu. Cái này có hại chúng ta hải quân hình tượng. Akiji nhìn lấy tình báo trong tay cau mày thực tế liền là một tấm hình chim dao hơn phân nửa bụng không có một sợi dây thường buộc tại trên cổ của hắn cả người đều bị rơi đi lên cây tên kia giải thích nói đây là chấn nhiếp đạo chích vết gà dọa khỉ tây hải quá loạn các loại thế lực giăng khắp nơi chỉ có dạng này thủ đoạn thiết huyết mới có thể tốc độ nhanh nhất đưa đến tác dụng sen gúc giải thích nói chấn nhiếp về chấn nhiếp nhưng chúng ta hải quân bất kể nói thế nào cũng là nhân nghĩa chi sư a à. Gáp cũng đồng ý Akiji quan điểm, một người chết thôi, làm gì để ý, vật tận kỳ dụng. Akainu chen miệng vào một tiếng, sau đó trồng mắt bắn ra một vòng quang mang, đã các ngươi đều không thích, ta hy vọng đem cây điều nhập ta dưới trướng. Cái này sau này hãy nói đi. Senku nghe vậy lắc đầu, hai cái đáng tin phái chủ chiến hải quân góp đến cùng một chỗ, đây tuyệt đối là máu chảy thành sông. Converter. Cầu châu cùng đánh giá phiếu đêm nay tác giả dự định thức đêm bạo lá gan đổi mới. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 026, đêm nguy hiểm sớm bóp chết tại trong trứng nước. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tại phe phái giang khắp nơi hải quân bản bộ, có thể chân chính duy trì cây chỉ có đại tướng Akainu cùng lão sư Jeffy. Gáp cùng Akiji có thể nói xem như một phe cánh, Kiyaru thì là trung lập, mà Akainu lại xem như một phe cánh, chỉ bất quá Jeffy trước mắt cũng đứng ở Akanu bên này, nói cho cùng vẫn là bởi vì cây nguyên nhân. Akanu nhưng không có thiếu lên tiếng ủng hộ cây. Đương nhiên, Sengut cũng là xem trọng cây, cho là hắn là khả tạo chi tài, Sengut cũng không thể là vì một cái hải tặc đi trách phạt cây. Sengut nhưng không có như vậy cổ hủ, sự tình qua đi cũng liền đi qua, tại một chút đặc thù thời điểm, lấy bạo chế bạo cũng là vẫn có thể xem là một loại biện pháp trong nháy mắt liền là sau ba ngày, chim giao chết thảm tin tức toàn thế giới không ai không biết, mọi người thổn thức cảm khái đồng thời đối cây cũng sinh ra lòng hiếu kỳ. Thậm chí còn có ký giả tòa soạn phỏng vấn cây, bị hắn lấy nhiệm vụ bận rộn vì lý do cự tuyệt. Cây thanh danh lên cao đồng thời cũng mang đến to lớn áp bách, nhất là Tây Hải Hải Tặc, nghe nói cái này tên Đại Ma Vương. Mỗi một cái đều là không hiểu cảm giác có cổ hàng khí từ trong thân thể dũng mạnh tiến ra, cổ lạnh sưu sưu, giống như có đem súng ngắm viễn trình khóa chặt chính mình. Lấy sát ngăn sát phương pháp xác thực đạt được tác dụng, không ít hải tặc đều giấu đi, bởi vì từ trình độ nào đó tới nói, cano quốc Hapo Navy xem như Tây Hải một phương bá chủ, như thế nhân vật lợi hại đều bị cây xử lý, lão đại chim giao tức thì bị treo lên bạo chiếu, không ít hải tặc dọa đến biến mất. Cây chẳng những có hải quân chó dại ngoại hiệu, thậm chí ngay cả hải quân Satan dạng này tên hiệu đều đập tới, không ít hải tặc vùng trộm mắng to cây là hất lên hải quân áo ngoài ác ma. Cây thiếu tướng, ngay trước đó sách lược làm ra tác dụng, Tây Hải các quốc gia đều nói hải tặc ít đi rất nhiều, trước kia luôn có hải tặc xâm lấn bến cảng biên giới thành trấn, hiện tại những cái kia quốc vương biểu thị hải tặc ít hơn nhiều. Thậm chí có vài quốc gia quốc vương nói, tại không lâu sau đó thế giới trong hội nghị, nhất định sẽ vì cây thiếu tướng nói tốt vài câu. Cây trong văn phòng, en báo cáo mấy ngày gần đây tình huống, cây bởi vì thị sát hải tặc đưa tới không ít người bất mãn, nhưng là những cái kia trường kỳ nhận hải tặc chèn ép quốc gia, thì đối với cây cảm động đến rơi nước mắt. Những cái kia quốc vương ngược lại là có lòng A. À. Cây nhàn nhạt ít xô, sau đó hắn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trần nhà, hắn chuyện làm, cũng không xa xỉ cầu người khác lý giải, dù sao mỗi người giá trị quan là khác biệt, người sống một đời, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Liền giống với có ít người cảm thấy hải tặc việc ác bất tận, toàn bộ giết chết đều không quá phận, nhưng tương tự có ít người cảm thấy hải tặc tôn trọng mạo hiểm, đi theo tự do tự tại, thích cuộc sống vô câu vô thúc, trên bản chất cũng không sai lầm. Đúng rồi. Tự hồ là nghĩ đến cái gì, cây ánh mắt khôi phục phong mang, nhìn xem en hỏi nói, ta để ngươi làm sự tình xử lý thế nào. Ngài là nói Capone Best cùng cái kia lắp phai. En ngay cả vội vàng nói. Hai cái nhân vật kia ta đều tra được, đều không phải là cái gì tốt gia hỏa. Cái kia Capone Beck là mafia giáo phụ, cơ hội thống trị toàn bộ Tây Hải thế giới dưới đất, thế lực đoàn thể mạnh phi thường lớn, làm đủ trò xấu, trên tay có không ít nhân mạng. Về phần cái kia Lapfai, cũng không phải người tốt lành gì, trước mắt hắn là cái bảo an quan, nhưng là bởi vì quá độ sử dụng bạo lực, cũng nhận các loại chỉ trích. En giới thiệu xong về sau, tướng làm kỳ quái nhìn thoáng qua cây, không biết được hắn hỏi hai người này làm gì. Cái kia Capone Beth là mafia giáo phụ, chuyện xấu làm nhiều rồi, hải quân tìm hắn để gây sự cũng bình thường, về phần cái kia lắp phai mặc dù thích bạo lực giải quyết vấn đề, chỉ ít hiện tại cũng còn không có làm ra cái gì chuyện quá đáng. Cây nhìn thẳng vào mắt En ánh mắt trong suốt, yếu ớt hỏi. En, đem nguy hiểm sớm bóp chết tại trong trứng nước. Ngươi cảm thấy làm như vậy có lỗi sao? Đương nhiên không có, thưa dịp địch nhân không có cuộc khởi trước đó thu thập bọn hắn đây không thể nghi ngờ là nhất là thỏa đáng biện pháp em không hề nghĩ ngợi không chút nghĩ ngợi nói ra ngươi cũng cho rằng như thế a à, như vậy đi chuẩn bị ngay một cái đi sớm đem hai người này thu thập cây mắt lóe hàng quang hai người này trước mắt đến xem đã là việc xấu loan lỗ nhất là cái kia là capone bét thân vị mafia không chỗ không làm buôn bán nhân loại đầu cơ trục lợi súng ống đạn được còn có các loại kinh doanh ma túy đều có cái bóng của hắn. Gia hỏa này trước mắt mặc dù còn chưa trở thành hải tặc, nhưng là đồng dạng ghê tởm. Về phần cái kia lắp phai, về sau càng là không tầm thường, là râu đen thủ hạ cán bộ một trong. Minh Bạch Cây ra lệnh một tiếng, em lập tức nghiêm ngặt thi hành. Bruiser, Bruiser, Bruiser. Em đi không lâu sau, cái điện thoại trên bàn trùng liền vang lên, hắn biểu lộ lập tức biến cung kính không ít, Giê Phi lão sư, chúng ta không sai biệt lắm nửa năm không có gặp mặt a, à, cây Tây Hải sự tình giải quyết về sau, đến Hải Quân bản bộ tự ôn chuyện đi. Gia Phi thanh âm tan thương, nhất định đến lúc đó ta sẽ dẫn bên trên Đông Hải cùng Tây Hải tốt nhất rượu ngon hiếu kính ngài. Cây ngữ khí ôn hòa cười nói, đối với Gia Phi một mực cảm kích. Ha ha ha, vẫn là tiểu tử ngươi hiểu khá rõ ta. Điện thoại trùng đối diện truyền đến vui sướng tiếng cười, Jeffy hơi trầm mặt một lát nói ra. Ngươi xác thực hẳn là đến hải quân bản bộ nhìn một chút, ngươi cực đoan cách làm đưa tới rất nhiều người bất mãn, thậm chí bao gồm cu gian cùng gác, hơn nửa năm đó Sakajiki nhưng giúp ngươi giải quyết không ít phiền phức, bằng không sen gút dù cho coi trọng ngươi, ta đoán chừng tiểu tử ngươi cũng muốn chịu phạt. Ta đều hiểu, chờ giải quyết Tây Hải sự tình, ta sẽ dành thời gian chạy về hải quân bản bộ. Cây cũng biết mình thiếu Akainu ân tình, làm sao hiện tại vị thấp quyền nhẹ, cũng không thể giúp Akainu đại ân. Akainu a à Akanu, ta về sau nếu là cuộc khởi, nhất định giơ hai tay đồng ý ngươi làm nguyên soái. Cây trong lòng nghĩ như vậy đến. Converter. Cầu Châu cùng đánh giá phiếu, đêm nay tác giả dự định thức đêm bạo lá gan đổi mới. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 027, các ngươi đều là một đám thối cứt chó nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hơi lại cùng Jeffy nói chuyện phím vài câu, cây lúc này mới cúp xong điện thoại trùng. Cây thiếu tướng, chiến hạm đều chuẩn bị xong, dựa theo ngài trước đó yêu cầu, đi trước thảo phạt Capone Beck đi. Em lớn tiếng cuối chào báo cáo, Capone Beck thế lực tương đối khổng lồ. Đã chuẩn bị hoàn thành, vậy liền lên đường đi. Cây hít thật sâu một hơi khí lạnh, lần nữa lãnh đạo hải quân thảo phạt hải tặc. Tây hải cái nào đó tới gần bờ biển thành trấn, nơi này chiến hỏa chỉ lên trời, hải quân chiến hạm đổ phụ cận đại dương mênh mông bên trên, đối thành trấn tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Đại hỏa đốt tiến vào hết thảy, phòng ốc không ngừng sụp đổ, bị liên tiếp phá hủy, cây cho mệnh lệnh rất đơn giản, mệnh lệnh hải quân phá hủy hết thảy có thể nhìn thấy công trình kiến trúc. Về phần phổ thông bình dân, Điểm này cây ngược lại là không có cố kỵ, bởi vì trải qua hải quân tìm hiểu tình báo biết được, cái này thành trấn đều bị hắc ban phần tử chiếm lĩnh, cư dân phụ cận đã sớm chạy trốn, có thể nói đây chính là một cái ổ trọng cướp. Vì vậy, cây động thủ 10 phần dứt khoát, sử dụng hỏa lực sang bằng là được rồi. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Nhưng mà Capone bét chỗ thống trị hắc ban phần tử cũng sẽ không lưu tình, bị đánh cho hồ đồ về sau, bọn hắn lập tức tổ chức nhân thủ phản kích, cùng hải quân triển khai kịch liệt pháo chiến. Âm âm. Âm âm. Bọn này hát ban phần tử hỏa lực cũng không kém, rất nhanh liền có hải quân chiến hạm trúng đạn, chỉ bất quá tổn thất không thành có quan hệ trực tiếp, có thể xưng một. Một trăm trên lệch. Chỉ là hát ban hỏa lực coi như lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng siêu việt hải quân, pháo kích đại khái kéo dài chừng 10 phút đồng hồ, đập vào mi mắt tòa thành này trấn liền bị phá hủy. Không sai biệt lắm có thể, chúng ta đổ bộ đi. Lại là qua chừng 10 phút đồng hồ về sau, cây phát hiện đối diện hỏa lực hoàn toàn ngừng lại, lại sử dụng Ken Sao Haki hơi cảm giác một phen, phát hiện hát ban phần tử từ lúc đầu hơn nghìn người giảm mạnh đến mấy chục người về sau, cây liền mệnh lệnh hải quân đổ bộ. Hải quân chiến hạm cấp tốc tới gần bến cảng, từng đội từng đội binh sĩ không ngừng xuống thuyền, đối cái này đã bị đốt cháy thành trấn tiến hành lục soát. Mục đích rất đơn giản, Capon bét thi thể. Chỉ cần tìm được gia hỏa này thi thể, cây liền có thể rời đi, về phần cái khác tạp ngư, có thể dết liền giết đi, dết không được cũng không quan trọng, một hai cái cá lọc lưới cũng khó thành đại khí. Xử lý Capon bét cùng lắp phai về sau, ta dành thời gian chạy về một chuyến hải quân bản bộ. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, từ ngươi đến phụ trách Đông Hải cùng Tây Hải Trị An. Cây đem hết thảy giao cho em. Ta. Em đôi mắt đẹp trừng lớn, nói thật, nàng giờ phút này có cổ cảm giác thụ sủng nhược kinh, nhăn nhó nửa ngày cũng biết nên trả lời như thế nào. Ngươi không nguyện ý sao? Em. Cây nhíu mày hỏi. Không 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 không, không phải. Em liền vội vàng lắc đầu phủ định, nhỏ giải thích rõ nói. Ta chỉ là sợ hãi cô phụ cây thiếu tướng kỳ vọng cao. Ngươi muốn tin tưởng năng lực của mình cây khóe môi dương lên một tia đường cong, khích lệ nói. Chim ưng con sớm muộn có mình phi hành ngày đó, ngươi muốn tin tưởng mình, sớm thích ứng một chút loại cuộc sống này đi. Tốt à. Em cuối cùng dùng sức nhẹ gật đầu, nàng tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Phanh phanh phanh. Ngay lúc này, một trận sốc xếp tiếng súng đột nhiên vang lên, cây ánh mắt nhìn về phía một nơi nào đó, Ken sao Haki cũng diên đưa tới. Đi cảm giác một phen về sau, cây xuất lĩnh lấy đám người rời đi. Tại kia súng vang lên truyền đến địa phương, chính là một cái bị tạc hủy lô cốt, dù cho hư hại tuyệt đại bộ phận, vẫn là có thể nhìn ra trước kia là phi thường hùng vĩ hùng vĩ, bởi vì vẻn vẹn còn lại một gốc của băng sơn, liền cho người ta một loại khí phái cảm giác. Mấy cái hải quân tạp binh, còn dám cầm thương chỉ vào lão tử, thật là một đám không biết sống chết gia hỏa, không biết lão tử là ai chăng. Một người mặc âu phục, mang theo mũ dạ nam nhân lớn tiếng trách mắng, thân hình của hắn thấp bé, miệng bên trong còn nằm một điếu xi gà, toàn thân trên dưới đều tản ra mafia tác phong. Người này cũng chính là Capone Bét, vừa rồi hắn bắn chết mấy cái cầm thương chỉ vào hắn hải quân. Bình thường là mưa làm gió quen thuộc, chỉ có hắn cầm thương chỉ vào người khác, chưa từng bị người đối xử như thế qua, trong cơn tức giận Capone Bét trực tiếp bắn chết mấy vị hải quân. Chạy tới cây vừa vặn nhìn thấy màn này, Đuôi lông mày lập tức thê lạnh xuống. Cho ta vây quanh hắn. En tay nhỏ vung lên, một tiểu đội hải quân liền bao vây Capone. Nàng tức giận chỉ vào nói: Đều sắp chết đến nơi, còn dám đối với chúng ta hải quân động thủ. Nhưng mà Capone vốn không có để ý en, trong mắt tập trung vào cây, cái kia gọi là cây gia hỏa liền là ngươi đi. Ben tới một cái êm đẹp Tây Hải, cũng là bởi vì ngươi đến trở nên loạn thất bát tao ngươi thật sự là một cái gậy quấy phân heo. Capone bét căm tức quát, quân cách mạng cùng Harpo Navy, còn có chính hắn đều tại cây trong tay tao ương. Quân cách mạng chết cái quân trưởng, Harpo Navy càng thê thảm hơn, trực tiếp toàn quân bị diệt, ngay cả Cano quốc đều bị cây dẫn người dẹp yên, nghe nói quốc gia này tân nhiệm quốc vương là cây bồi dưỡng khôi lỗi, trước mắt đã gia nhập chính phủ thế giới. Mà xuống cái xui xẻo người liền là chính hắn. Gậy quấy phân heo không bằng thừa nhận một cái đi, cái này hình dung vẫn là rất chuẩn xác. Cây cũng không có phủ nhận, sau đó cười nhạo nói. Bất quá ta lẫn vào lại chênh lệch, dù sao cũng là một cái côn, mà các ngươi là cái gì? Bị lão tử quấy một đám thối cứt chó mà thôi. Cái lời nói này khả năng quá đâm tâm, ca bét gương mặt kia đều tái rồi. Sách mới cần muốn mọi người che chở, hy vọng các vị đại lão nhiều hơn duy trì tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 028, bắn vết Capon Bét cùng lắp file. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tiểu tử, ta không tha cho ngươi. Bị chọc giận Capon Bét trợn mắt nhìn, ngay sau đó thân thể của hắn xuất hiện biến hóa kinh người, giống như là có vô số hốc tối đồng dạng, Capon Bét bụng cùng thân thể tứ chi, thậm chí ngay cả đầu đều mở ra rất nhiều môn hộ. Lập tức tìm kiếm công sự che chắn tản ra cây trước tiên hét to lên tiếng, en chờ hải quân nghe nói không dám do dự, nhào nhào chui vào hai bên tổn hại trong phế tích tìm kiếm công sự che chắn. Cho lão tử chết. Capone bét quát to một tiếng, những cái kia đánh mở cửa hộ lập tức truyền ra điên cuồng hỏa lực. Cộc 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 cộc. Dày đặc đạn hình thành mưa bom bão đạn, trực tiếp bắn phá đi qua, cây ngay cả con mắt đều không có chớp một cái, trong lòng mặt niệm một tiếng bu su su cứng lại. Làm 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 đạn quét đến cây trên thân về sau toàn bộ tự động bắn ra căn bản không có biện pháp xuyên qua thân thể của hắn toàn thân Súc em thấy cảnh này vô cùng hâm mộ cây tiếp xúc Súc haki đến nay không sai biệt lắm cũng liền hơn nửa năm thời gian đã có thể làm được toàn thân đều bao trùm Súc haki kenbun sao haki càng là sở trường trò hay mà nàng đâu đừng nói haki hiện tại hải quân lục thức cũng còn làm không biết rõ người so với người làm người ta tức chết a en rầu rĩ không vui lầm bầm một tiếng đồng thời cũng yên tâm có bu sô sục ha ki hộ thể phổ thông đạn căn bản là không có cách phá vỡ cây thân thể đáng chết tên tiểu tử thúi này làm sao đau thương bất nhập bét thì là sợ ngay người hắn thậm chí tận mắt thấy đạn bắn phá đến cây trên mí mắt dưới tình huống bình thường con mắt hẳn là sẽ bị tại chỗ đánh xuyên qua nhưng buồn cười chính là đạn kia vậy mà tự động bắn bay. Rầm rầm. Bắn tới cây trên người đạn toàn bộ rơi trên mặt đất, bởi vì lưới hỏa lực thực sự quá hung mảnh quan hệ, đạn thậm chí chồng chất thành một cái sườn núi nhỏ. Lũ ngu xuẩn, đạn không được liền đổi đại pháo, còn có súng phun lửa, thiêu chết hắn. Capone Bét nổi giận nói, giấu ở trong thân thể của hắn mafia nhóm vội vàng chuyển ra đại pháo còn có súng phun lửa. Rầm rầm rầm. Phốc 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 rầm rầm rầm. Hỏa diễm cùng đạn pháo liên tiếp đánh tới, cây toàn thân đều bị ngọn lửa thôn phệ, đạn pháo cũng ở bên cạnh hắn bạo tạc không ngừng, làm sao vẫn là không có chút tác dụng chỗ. Các ngươi đám tay mơ này còn giống như không hiểu được cái gì là su Haki. Nhìn lên trước mặt Capon Bet, cây chung quy là lắc đầu. Hiện tại cái này mafia giáo phụ mặc dù có chút thực lực, nhưng từ đầu đến cuối uống tại Tây Hải như thế cái địa phương, còn chưa kịp đi tân thế giới sông xáo kiến thức cũng tự nhiên là nông cạn. Bất quá! Hắn đời này, đại khái cũng không có cơ hội đi tân thế giới sông xáo. Đạn pháo cũng không được, chỉ có thể xuất ra mạnh nhất đại chiêu quyết chiến. Capone bét ánh mắt lóe lên một vòng điên cuồng, ngay sau đó thân thể của hắn liền bắt đầu kịch liệt bành trướng, thậm chí màu da cũng sản sinh biến hóa. Âm âm. Trước sau vẹn vẹn đi qua tầm 10 giây, Capone liền biến thành một cái siêu cấp quái vật. Đầu tiên là thân thể của hắn biến thành một tòa thành bảo, vô cùng to lớn, ngoại tầng làn da tất cả đều là nặng nề nham thạch chồng chất mà thành, nhìn lực phòng ngự cực mạnh. Cho bản đại gia chết đi. Hóa thân tòa thành Capone cầm nham thạch nắm đấm đánh tới, chừng một ngôi nhà lớn như vậy. Lại làm một chút lòe lòe, không sai biệt lắm liền trình độ này, cũng không có lợi hại gì đại chiêu, mặc kệ về sau thành tựu bao lớn, hiện tại chung quy là cái tạp ngư rồi cây không muốn lãng phí thời gian lạnh lùng giơ lên súng trong tay xử lý capon bét về sau hắn còn muốn những địa phương khác thu thập láp phai rầm 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 bầu trời đột ngột đen lại ngẩng đầu nhìn lại rõ ràng là tòa thành cự quyền rơi xuống thậm chí liền ngay cả ánh nắng đều bị che lại cùng lúc đó cây cũng bóp cò súng phanh rầm 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 đầu tiên là đánh tới tòa thành nham quyền trong khoảnh khắc nổ tung, trực tiếp bị đánh thành một đống cát mịn, chọc trong tay cũng cầm không được loại kia hạt cát. Cái này sao có thể? capon bét thất kinh nỉ non một tiếng, cái này nham thạch tòa thành lớn nhất đặc sắc không là công kích, mà là lực phòng ngự, thế nhưng là... Sưu sưu sưu. Kích hủy cánh tay phải của hắn về sau, kia viên đạn cũng không có biến mất, mà là trực tiếp hướng sọ não lướt đi tới, capon bét tại chỗ tuyệt vọng, vội vàng trống nói. Đừng giết ta, ta có. Âm âm. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Capone bét toàn bộ thân thể cao lớn đều nổ thành bụi bặm. Rút lui đi. Cây suốt trời đi trước, en bọn người theo sát phía sau, từ nay về sau, tương lai siêu tân tinh bên trong xem như thiếu một người. Giải quyết Capone bét về sau, cây xế chiều hôm đó đã tìm được lắp phai, tiểu tử này vận khí cũng coi như chênh lệch, cây tìm tới hắn thời điểm, tiểu tử này ngay tại ẩu đã một đám người trẻ tuổi lý do cũng là tướng làm buồn cười cũng bởi vì đối phương nhìn nhiều hắn vài lần láp phai cảm thấy kia là khiêu khích mình ngành sinh sinh đem người khác tứ chi toàn bộ đánh gãy cây vừa vặn phát huy trừng ác dương thiện tinh thần một súng bắn giết láp phai hạ tràng cùng Capone bét một cái bộ dáng ngay cả cặn bã đều không có để lại một ngày tảo trừ hai cái tai họa cây tâm tình coi như không tệ về tới hải quân cơ về sau hắn lập tức phái người đi Đông Hải còn có Tây Hải lục soát rượu ngon. Tây Hải có mặt mũi hải tặc, được giải quyết không sai biệt lắm, tiếp xuống cây dự định trở lại hải quân bản bộ nhìn xem. Bái phỏng một chút Dê Phi, cùng Sen kéo chấp nối, thuận tiện đi xem một chút Akainu, làm hải quân không thể già dết hải tặc, cùng cấp trên ở giữa vấn đề cũng muốn xử lý một chút, không phải sẽ là đại phiền toái. Bất quá chủ yếu mục đích vẫn là vì Akainu, cây thậm chí nghĩ muốn gia nhập Akainu lãnh đạo hải quân bộ đội. Kể từ đó, hắn về sau làm việc cũng không có cái gì sợ, dù sao có Akainu đỉnh lấy, trời sập, thân cao trước khiên. Sách mới cần muốn mọi người che chở, hy vọng các vị đại lão nhiều hơn duy trì. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 029, Gorosi ngợi khen, thế giới hội nghị tăng thêm. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio hai ngày sau. Trên mặt biển tạo nên gần sóng, một chiếc hải quân chiến hạm vượt mọi trong gai, lấy tốc độ nhanh nhất ở trong nước biển trong rủi, mục đích hải quân bản bộ, marine phong phú. Quân hạm bông thuyền, cây tìm cái trường kỹ nằm xuống phơi nắng, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này. Cây thiếu tướng, đại khái còn có nửa giờ liền muốn đuổi tới hải quân bản bộ. Một bên binh sĩ cúi chào báo cáo, cây nghe vậy phất phất tay, các binh sĩ liền lui xuống chỉ mong lần này sẽ không xuất hiện loạn gì a à. cái nhổ ngụm trọc khí lần này đơn giản tới nói liền là về hải quân bản bộ báo cáo công tác dù sao bên ngoài làm ra không nhỏ động tĩnh. thời gian vội vàng đảo mắt liền đi qua nửa giờ cây chiến hạm rốt cục dừng sát ở marine phong phú bến cảng trên bến tàu Gia phi vậy mà tự mình đến nên đón trừ hắn ra còn có cùng cây cùng thời kỳ hải quân tân binh binh nha đã lâu không gặp a à, binh Cây lễ phép dương chào hỏi, mà cái sau gương mặt kia lập tức giật một cái. Ngày xưa cây thế nhưng là hắn đối thủ cạnh tranh, bây giờ ra ngoài nửa năm trở về, người ta đã là hải quân bản bộ thiếu tướng. Về phần binh, vẫn chỉ là một cái trung úy, ngay cả en đều thăng cấp làm thượng úy, cái này khiến hắn phá lệ thật mất mặt. Gia Phi lão sư Trông thấy Gia Phi về sau, cây gương mặt kia lập tức lộ ra nụ cười sáng lạng, đối cái này thụ nghiệp ân sư cây là xuất từ sâu trong nội tâm cảm kích cùng tôn kính, mình bu haki ha ki liền là bắt nguồn từ Gia phi truyền giáo. Ha ha ha. Hơn nửa năm không gặp mặt, tiểu tử ngươi cao lớn rất nhiều, thân thể cũng trở nên tráng thật. Gia phi vỗ vỗ cây bả vai, rất là hài lòng nhếch miệng cười nói. Đông Hải cùng Tây Hải rượu ngon đều mang đến cho ta đi. Đương nhiên, vì cho ngài mua những rượu ngon này, ta nhưng thiếu quán ba chào ông chủ mấy năm tiền lương đâu, về sau nhiều năm đều khó khăn hơn ba sinh hoạt đây này cây ủy khuất nhã rảnh nói mà lại ngài khả năng không biết nếu không phải ta báo ra mình hải quân thân phận của thiếu tướng đoán chừng đối phương đã sớm đem ta xem như lừa đảo đánh ra ngoài như thế ly kỳ ngươi ngay cả chim giao cùng thất vũ hải còn không sợ vậy mà kém chút bị một cái quầy rượu lão bản oanh ra ngoài ha 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 gia phi thoải mái cười to cây thấy thế trong lòng cũng có chút thư sướng cao hứng Giê Phi lão sư thân thể rất khỏe mạnh, đi đem ta mang tới rượu ngon đều lấy tới. Cây đối trên thuyền binh sĩ hô: Đi, chúng ta đi trước Sen Cúc văn phòng đi, hắn vẫn luôn đang chờ ngươi. Gia Phi theo cây cùng một chỗ đi ra. Tiểu tử, nửa năm này ngươi nhưng làm tay Hải cùng Đông Hải quấy đến Long trời lỡ đất a, thậm chí ngay cả chính phủ thế giới nơi đó đều biết cây cái tên này. Sen Cúc nguyên soái trong văn phòng. Sen ý vị sâu trưởng nhìn xem cây, ngay cả Gorosi đều đúng ngươi có chỗ ngợi khen. Không thể nào. Cây sờ lên đầu, có chút khó có thể tin, mình một tiểu nhân vật, đừng nói chỉ là khu khu hải quân thiếu tướng, liền xem như đại tướng, ở trong mắt Gorosi cũng bất quá là một cái đạo cụ mà thôi. Ngươi tại Đông Hải cùng Tây Hải giải quyết không ít hải tặc, còn đuổi quân cách mạng, thậm chí kích giết quân đội của bọn hắn dài. Cứu vãn không ít sụp đổ quốc gia, những quốc gia kia đám quốc vương cũng có qua có lại giúp ngươi nói tốt không ít a à. Sen chậm rãi nói khu trục hải tặc cho nhân dân và bình an khang sinh hoạt đây là bổn phận của ta là ta nghĩa bất dung từ chức vụ cây chững chạc đàng hoàng đáp lại biểu lộ gọi là một cái nghiêm túc nhưng là trong lòng đắc ý cao hứng một nhóm nếu như có thể đạt được Goroshi ưu ái vậy sau này tuyệt đối là một bước thăng thiên hải quân liền cần ngươi ưu tú như vậy tướng lĩnh. Sen Cúc hài lòng nhìn xem cây, không kêu không gấp, chợt trùng điệp thở dài nói. Lấy công lao của ngươi đã đủ để thăng nhiệm trung tướng, nhưng là tuổi của ngươi quá nhỏ, mà lại thăng quan tốc độ quá nhanh, lại chờ khoảng cái một năm nửa năm, ta liền đem ngươi đề bạc làm hải quân trung tướng. Đa tạ nguyên soái vung trồng. Cây tướng làm tiêu chuẩn 90 độ cúi đầu. Đừng vội nói lời cảm tạ, lần này đem ngươi triệu tập trở về, kỳ thật còn có cái sự tình nói cho ngươi. Sen chăm chú nhìn cây nói ra. Thế giới hội nghị lập tức liền muốn tại Mariojo tổ chức, chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc đô sẽ từ chỗ quốc gia chạy tới Mariojo, cái này lộ trình dùng ngàn dặm xa xôi hình dung đều không đủ, vì những vương công quý tộc kia an toàn, hải quân sẽ điều một bộ phận binh lực đi bảo vệ bọn hắn. Mà ta chính là một cái trong số đó đi cây thấy rõ sen gúc ý đồ. Không sai, tạm thời trở về nghỉ ngơi đi. Chờ đợi mệnh lệnh của ta là được rồi. Vài phút về sau, cây liền từ sen gúc nguyên soái văn phòng rời đi, trong thời gian này thậm chí còn đụng phải Akiji cùng gáp, song phương gặp thoáng qua thời điểm, cây vội vàng kính một cái quân lễ, dù sao hai vị này đều là mình người lãnh đạo trực tiếp, một cái là trung tướng, một cái là đại tướng. Gáp cùng Akiji chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, cây cũng không có đuổi theo bộ quan hệ. Cây đã bị đánh lên Akainu phe phái nhân vật nhãn hiệu, lúc này cùng Akiji đi quá gần, bị Akanu biết, không phải trong ngoài không phải người. Phải hiểu Akiji cùng Akanu cơ hồ đều không làm sao nói. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, đại tướng Akanu cửa phòng làm việc, cây hít sâu một miệng lớn khí lạnh, tầm tính từng bước tỉnh táo lại về sau, cất cao giọng nói. Sakajiki đại tướng, cây đến đây báo cáo công việc. Cái gọi là báo cáo công việc. Hoàn toàn là nói mòi nhà. Vào đi. Trong văn phòng trầm mặt hai ba giây, liền truyền tới một thanh âm tướng làm giọng nói hùng hồn. Sách mới cần muốn mọi người che chở, hy vọng các vị đại lão nhiều hơn duy trì. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 030, Akainu coi trọng, đồ ma lệnh phát động quyền hạn nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Không hề nghi ngờ, đây chính là Akainu thanh âm, nghiêm túc đồng thời có nhẹ nhẹ khang khang. Kéo kẹt. Cây đẩy ra Akainu văn phòng đại môn, ngồi tại bên cạnh bàn làm việc Akainu dẫn đầu ánh vào tầm mắt bên trong. Cây lẳng lặng đánh giá Akainu cương nghị khuôn mặt, đội mũ, dáng người khôi ngô, biểu lộ đoan chính, một nhìn là thuộc về ăn nói có ý tứ loại này hình. Cây nhìn xem Akainu đồng thời, Akainu cũng chính xem kỹ lấy cây, trên gương mặt, bạch bạch da thịt thậm chí còn có một tiên ngây thơ đã lui cảm giác, cây cho người ấn tượng đầu tiên liền là trẻ, bây giờ cây cho dù là hải quân bản bộ thiếu tướng, niên kỹ cũng là không có qua hai mươi. Cùng Akainu dạng này lão tướng so ra quá trẻ tuổi. Đó là cái gì? Akainu nhìn thấy cây trong tay mang theo hộp quà hỏi. Còn phải nói gì nữa sao, lão tử đương nhiên là đến vuốt mông ngựa cây trong lòng lầm bầm một tiếng, mặt ngoài lại là mỉm cười nói. Đây là Đông Hải một chút thổ đặc sản, xì gà. Nghe vậy, Akainu đôi mắt nổi lên từng tia từng tia quang mang, kia khóe môi rất nhỏ dơ lên, khó được lộ ra một tia không phải rất rõ ràng tiếu dung, ngươi đến là có lòng, ngươi tại Đông Hải cùng Tây Hải sở tác sở vi. Ta đều nghe nói. Cây, ngươi làm cho gọn gàng vào. Akainu đối cây hành vi làm ra ngợi khen, chỉ chỉ bàn làm việc ghế salon đối diện, cây lập tức hội ý ngồi tới. Từ nay về sau, mặc kệ sự tình gì, ngươi cũng buông tay đi làm đi, hải quân bên này tin đồn, ta cùng lão sư của ngươi Gia Phi, tận lực giúp ngươi kháng trụ, hải quân thiên chức liền là săn giết hải tặc, điểm này ngươi làm phi thường bổng. Hy vọng ngươi đừng để chúng ta thất vọng. Akainu ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Nhất định. Cây trọng trọng gật đầu, sau đó lúc này mới nhỏ giọng nói ra. Sakajiki đại tướng, ta hy vọng điều nhập ngài chỗ hải quân bộ đội, Đông Hải cùng Tây Hải hải tặc hầu như đều dẹp yên. Ồ. Akanu hai mắt có chút tỏa sáng, mặc dù không có trực tiếp đáp ứng, nhưng là trên mặt đường công càng thêm rõ ràng, điểm này ta tạm thời làm không được, đến Sengoku Nguyên Soái đồng ý mới được. Tốt a. À. Cây nghe vậy trùng điệp thở dài, rất là thất lạc dáng vẻ nhưng là ngươi cũng không cần cảm thấy thất vọng, có một ngày, ngươi sớm muộn sẽ trở thành bộ hạ của ta. Akainu trong mắt tỏa ra quan mang mãnh liệt. Cây lập tức đọc được một tia giả tâm, đối quyền lợi khát vọng. Ta hiểu được. Cây nhẹ gật đầu, hơi lại cùng Akainu nói chuyện phím vài câu, một trì hoãn liền là nửa giờ, chờ đợi cây lúc sắp đi, Akainu đem một cái đặc thù đồ vật giao cho cây. Một cái màu hoàng kim điện thoại trùng đẩy lên cây trước mặt đây là... Cây không khỏi khó có thể tin nhìn xem Akainu, hoảng sợ nói. Đồ ma lệnh phát động quyền hạn. Tiểu tử ngươi ngược lại là có chút kiến thức. Akainu nhàn nhạt ít xô, giải thích nói. Tính tình của ngươi cùng ta không sai biệt lắm, như là đụng phải không cách nào giải quyết hải tặc. liền sử dụng cái này đi, lúc cần thiết, cũng coi là tự vệ thủ đoạn. Cây không nói, hắn mười phần cảm kích nhìn thoáng qua Akainu, quả quyết nhận hoàng kim điện thoại trùng, sau đó cúi đầu cảm tạ, cuối cùng mới rời đi. Một hai cái rương phá xì gà liền đổi lấy đồ ma lệnh phát động quyền hạn, đơn giản kiếm lợi lớn, mà lại từ chuyện này cũng có thể thấy được, Akainu đã coi cây là thành người mình, dù sao đồ ma lệnh phát động quyền hạn không phải nói cho cho liền có thể cấp cho, chỉ ít cần tuyệt đối tín nhiệm mới được. Mà vẹn vẹn gặp mặt lần thứ nhất liền được trao cho, hành tẩu tại hải quân bản bộ hành lang bên trong, cây đến bây giờ còn là như lọt vào trong sương mù, không thể tin được. Xem ra sau này cùng Akainu liền là một phe cánh. Cây đứng tại trước cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời phương xa, tâm tình còn có chút phấn khởi. Theo Akainu, mặc kệ tương lai là tốt là xấu, đều có thể một con đường đi đến đen, huống chi con đường này cũng không tính quá kém, đến ít người ta Akainu về sau làm tới hải quân nguyên soái. Hơi chậm hai cái về sau, cây liền đi tìm Jeffy. Hải quân học viện Zephy văn phòng. Tiểu tử ngươi, lẫn vào không tệ a, à, Sakajiki lại đem đồ ma lệnh phát động quyền hạn chuyển giao cho ngươi, tên kia đối ngươi rất hài lòng a. À. Zephy nghe nói cây đạt được Akainu đồ ma lệnh phát động quyền hạn về sau, trong lòng cũng là phi thường ngoại ý muốn. Đồ ma lệnh là đốt tiếng hết thảy thảm liệt công kích, tập kết năm tên hải quân trung tướng cùng nhiều tên hải quân bản bộ thiếu tướng thậm chí còn có hàng ngàn hàng vạn hải quân tinh anh binh sĩ tạo thành. Có thể đem lực lượng như vậy cho cây sử dụng, có thể nhìn ra Akainu đối với hắn coi trọng. Cái này mặc dù là chuyện tốt, nhưng là có chút vấn đề ta nhất định phải phải nói cho ngươi. Zephy lời nói xoay chuyển, nơi có người liền có đấu tranh, cái này là nhân loại bản tính. Hải quân bản bộ cũng không ngoại lệ, Akainu cùng Akiji quan hệ đoán chừng ngươi cũng biết chớ hai người bọn hắn tự như là lẫn nhau trái ác quỷ năng lực đồng dạng, thủy hỏa lẫn nhau không dung. Ta minh bạch, bất quá những sự tình này tạm thời cùng ta không có quan hệ, thế giới hội nghị kết thúc về sau ta liền sẽ chạy về Đông Hải cùng Tây Hải, đại tướng ở giữa mâu thuẫn cũng vô pháp chuyển dời đến trên đầu ta. Cây bình tĩnh nói, nói thật, hắn đối Akainu cùng Akiji ở giữa mâu thuẫn căn bản không có hứng thú, bởi vì hai người ai cũng không sai, nói trắng ra là hoàn toàn liền là tính cách cùng đối đại hải tặc lập trường khác biệt thôi. Liên quan tới lập trường một vấn đề này, cây cách nhìn chỉ bất quá cùng Akainu tương đối nhất trí mà thôi. Sách mới cần muốn mọi người che chở, hy vọng các vị đại lão nhiều hơn duy trì. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.